Và Espy cũng như là Real rõ ràng là với cặp đôi có cái áp lực đi được là nhiều hơn, là nhỉnh hơn so với lại bộ bóp bên phía bên kia của Nông Sim, thì nó sẽ tạo ra những cái đường thắng dành cho KT Roster ở trong giai đoạn ban đầu. Đường giữa sẽ là một cái kèo đấu mà Lucian nếu như BD kiểm soát tốt những cái cú quy xuyên lính đầu tiên của anh ta thì cũng sẽ có được cái áp lực trước Cocky trong tay của Calix. Đường dưới cũng có được lợi thế mà chất tướng, tức là rừng cánh dưới của Pilsen sẽ rất là dễ thở và sẽ khó để có thể di chuyển vào áp lực sớm dành cho Selvi những với những cái thăm ví dụ hai cua chẳng hạn dành cho một con Brand cần phải hai phớ pha. Đây sẽ là những cái điều kiện cần và đủ để KT Roster có được cho mình những cái áp lực sớm hơn so với đội hình của Đông Sim Rapport. Cái cánh trên của Đông Sim thì rất là mạnh ở những cái tình huống kiểm soát sâu. Brand là một chất tướng kiểm soát sâu rất là mạnh. BO3 giữa KT Roster và Nông Sim Red Fox trong khuôn khổ lượt về của LCK mùa hè năm 2024 chính thức bắt đầu, với việc KT ở bên phía của đội 1 và Nông Sim ở bên phía của đội 2. Và các bạn đang theo dõi giải đấu LCK mùa hè 2024 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport. Và rất là hy vọng các bạn để lại thêm nhiều lượt tương tác chúng tôi trên các nền tảng khác nhau như TikTok, Facebook và YouTube. Một pha tràn vào phần sân của đối phương sớm đến từ bộ 3 của KT Roster với Dev, với Barrel và cả vị trí của BDD nữa. Nhưng sẽ chỉ là những cái áp lực chưa đặt bất cứ một con mắt nào đến từ bộ ba của KT Roster cả. Calix với bước chân thần tốc, với khả năng cấu rỉa liên tục tục đến từ con Lucian có sẵn sàng tấn công của BD. Và những cái tình huống quy sinh lính của BD nãy giờ thì nó vẫn đang rất là hiệu quả nha. Perfect vừa mất một con xe to rồi. Áp lực đi đường với cái kèo này vẫn sẽ thuộc về Mihi ở những cái cấp độ đầu tiên. Nhưng cánh dưới là chỉ hướng ngược trở lại khi mà Dev vừa rồi lấy được cái hồi máu của Google, có được cho mình ưu thế với khả năng đẩy vào tốt hơn đến từ cặp đôi của một tình huống di chuyển xâm lăng rất sớm của Pilsen. Và đây có thể sẽ là pha đà trụ khi mà Zil đã mất cho mình tốc biến rồi, và anh ta đang cố gắng múa trụ. Sẽ là đà nhịp 2 đến từ bộ 3 của KT Roster mà thôi, khi lính chưa tới và lính của KT Roster thì là rất nhiều. Zil không còn tốc biến nữa và Hắc Kim Thuật đẩy vào xuyên tâm kích dứt chân và chiến công đầu. Hơi đáng tiếc nó thuộc về Barrel nhưng không sao cả, vẫn là điều hụt đầu tiên dành cho bộ 3 của KT Roster. Và cái giá mà Nông Sim phải trả là rất đắt khi Zil mất hai phép bổ trợ và mất cả lính nữa. Đặt nội tại cướp rừng đến từ Pilsen, có luôn trừng phạt rất nhẹ nhàng với tình huống cướp rừng. Đứng giữa thì đứng trên lính luôn đến từ vị trí của BD, nhưng mà bắn trả ngược trở lại cũng là rất đau với súng máy của Calix, khiến cho đường giữa của BD tạm thời rút lui về. Nhưng anh ta đã ăn xong cho mình một con lính có cấp độ 6 và lượt thanh trừng vừa rồi của BD là rất chất lượng. Hết máu rồi, không còn dịch chuyển đến từ Calix nữa. Còn cánh dưới lại là xuyên tập kích hai người, lại là đại trụ đến từ KT Roster, và lần này mạng dành cho Dev, một đổi một, hai hỗ trợ nằm xuống, hai mạng dành cho hai xạ thủ. Nhưng cánh trên thì sao đây, pha cân đồ đến từ Perfect có được cho mình quy ba thành công, và Mihi chưa có cấp độ 6 và đơn giản là Perfect đi bộ về thôi. Còn ở khu vực cánh trên bản đồ đang có một pha chủ động di chuyển đến từ Barrel, liệu rằng họ có khai thác được phép bổ trợ tốc biến chưa hồi đến từ Mihi không đây? Có cho mình thần cá sấu nhá, và vừa rồi cũng quy ba của Perfect hụt đã mất cắt vào sắt. Barrel lộ hình rồi, có ping luôn, chắc chắn là Mihi sẽ có được thông tin là đối phương đang dình mình, quyết định là sẽ chơi ở một cái cự ly an toàn thôi. Di chuyển ra sông, cắm nhẹ một con mắt vào Pilsen và Barrel vẫn đang cố gắng để có thể áp lực, nhưng mà Mihi cố tham giáp trụ rồi và bị đẩy về với pha mở đường Hắc Kim Thuật quá nhiều hiệu ứng. Pha này thì có đến hai thần cá sấu thì cũng nằm luôn mạng cho Pilsen. Hai pha tham đến từ Mihi và cái giá phải trả của anh ta là quá đắt. Pha đầu tiên thì mất tốc biến, pha hai thì là mất mạng. Pha đứng dình đến từ CV mất mở đường lượt hai, và lượng sát thương đến từ chiêu cuối của Brand là có kích hoạt thành công nội tại, có Rakan trong tay của Google ở đây. Sự gỡ gạc dành cho Nông Sim Red Fox, mặc dù nó đến hơi trễ nhưng cũng là một pha di chuyển lên cánh trên kịp thời đến từ Google. Rakan của Google vẫn còn thiếu một chút cái lượng kinh nghiệm để hướng tới cấp độ 6, và khi không có được cái bộ phát thần tốc thì khả năng mở đến từ Google cũng sẽ rất là hạn chế. Như đã nói thì đội hình của họ đang rất là thiếu mở. Đây là một tình huống trồng hiệu khống chế rất tốt đến từ bên phía OKT. Sát thương của họ là chưa đủ, pha bắn thần bí không chuẩn xác, nhưng sát thương đến từ đại gì đã đủ để giúp cho bên phía KT có mạng của Google lấy thành công hai phép hỗ trợ của hỗ trợ đối phương. Và đây sẽ là tình huống tiếp tục đổi mục tiêu, sâu 2 dành cho Nông Sim và rồng 1 có lẽ sẽ thuộc về bên phía KT. Nãy giờ thì Ivan của Pilsen cứ đang ăn rồng dở, thì đồng đội đã đánh nhau cánh dưới cho nên anh ta vẫn chưa kiểm soát được con rồng đầu. Nhưng mà trong khi đó thì Nông Sim sẽ có được lượt 6 sâu hư không đúng như dự đoán của chúng ta ở cấm và chọn, tức là đội hình của Nông Sim sẽ có một cái cánh trên mạnh hơn với cái áp lực thần cá sấu của Mihi. Mặc dù Mihi anh ta cũng có những cái pha xử lý fail và khiến cho cái áp lực nó không thực sự là quá nhiều, nhưng dù sao chất tướng vẫn đang ủng hộ dành cho Nông Sim để họ ăn được 6 sâu hư không. Còn ngược hướng trở lại thì KT Roster họ xử lý rất là tốt với cái kèo Ezreal và Zeri này. Đi đường áp lực đến từ Dev, có giáp trụ và vừa rồi là con rồng nguyên tố mặc dù hơi muộn màng dành cho Pilsen. Lucian đã có gươm suy vong của BDD,
anh ta đã gây sức ép liên tục ở khu vực đường giữa, còn đường dưới thì cũng không có nhiều khoảng trống để Jihu có thể khai thác công trình của KT. Anh ta cũng đang bị sức ép ngược trở lại bởi một Ezreal đã có tam hợp của Dev. Khu vực đường giữa thì sao? Triệu hồi Daiji được Music gọi ra khu vực đường giữa và sau đó thì tấn công thẳng vào con Corki đang không còn nhiều năng lượng của Kalik. Nhưng đây là một pha bọc sau đến từ thần cá sấu của Mihail. Kích sẵn chiêu cuối lấy nộ và sau đó thì tốc biến ngay lập tức đến từ Music. Vẫn là một pha đu bám theo đến từ người chơi đường trên bên phía của Nozzy Redford. Họ tấn công vào người của Music, dính mê hoặc và sẽ phải lên bàn. Nhưng đó là cùng ánh sáng dứt điểm từ xa tốt đến từ Dev để gỡ mạng cho KT. Mero dùng chiêu cuối để cố gắng dìu Music về nhưng mà Music thì không thể về được với vòng vây 3 thành viên của Nozzy Redford. Và cùng ánh sáng tầm xa đến từ Dev là một pha đổi mạng đến từ bên phía của KT Roster. Trước đó là một pha lùa rất khó chịu đến từ Wild Driver của Piosic. Đi ngang hai trụ đối phương gọi Daiji lùa. Nhưng mà đây dù sao thì vẫn là phần sân của NoSim mà mất tất cả những cái mọi thứ để có thể rút lui về. Vẫn nằm xuống đến từ Piosic. Nhưng ít nhất là một pha dồn xa thường đổi mạng thành công đến từ bên phía của KT Roster. Còn ở cánh dưới này thì Dev bị tấn công rồi. Áp lực rất lớn đến từ Dev. Nhưng Dev xử lý tốt với pha bắn thần bí. Và anh ta vẫn đang sinh tồn với đúng một chấm máu và thôi, cái mặt nạ đốt là đủ đàm. Selvi gỡ được mạng nhưng ở góc còn lại thì Google liệu có chạy này không đây. Độ cơ động cao của Rakan giúp cho hỗ trợ của NoSim Redford rút lui về thành công. Nhưng một pha xử lý rất hay đến từ Dev, tưởng chừng như anh ta đã nằm xuống rồi nhưng vẫn là một pha đổi mạng ngang với lại đối phương. Lợi thế về người trước tiên cho bên phía của NoSim Redford. Tuy nhiên sau đó thì với tình huống xử lý kỹ năng cá nhân xuất sắc của Dev thì các thành viên bên phía của KT lại là những người đổi hòa về mạng. Và đây là khoảng trống để CV tận dụng 6 sâu lấy được trụ 1 ở khu vực đường dưới của KT. Trụ 1 toàn bản đồ dành cho bên phía của NoSim Redford và họ đã chính thức là những người vươn lên dẫn trước về tiền đường giữa. BDD đang tìm kiếm cơ hội để solo kill Kalik. Lái thanh trừng có vẻ là tốt nhưng đó là một tình huống đã tốc biến đi đến từ Kalik rồi. Jerry không có thanh tẩy, bắt buộc phải rút lui về thả sứ giả và có thể sẽ là một cú húc đến từ sứ giả với tình huống lái xe của Barrow. Daiji gọi ra luôn để giúp cho KT Roster chuẩn bị có được trụ 1 ở khu vực đứng giữa. Còn ở cánh trên thì Perfect đổi tốc biến với đối phương sẽ là nhịp đai trụ lần thứ 2 đến từ bộ đôi của NoSim Redford. Còn ở khu vực đứng giữa thì họ ăn sút kinh hoàng hai người. Dev đang thoải mái bắn và khi Dev có khoảng trống gây sát thương thì bên phía NoSim bắt buộc phải rút lui. Cánh trên đã có pha đai trụ thành công của NoSim rồi nhưng đổi lại thì tiếp tục là tài nguyên dành cho KT Roster được dồn vào vị trí của Dev. Một cái trụ 1 ở khu vực đứng giữa, BDD dịch chuyển lên, anh ta có tốc biến, có được cho mình chiêu cùng diệt tận và cả thanh trừng nữa nhưng quyết định đến từ BDD chỉ là lướt e lên và cảm thấy cái khoảng trống, cái khoảng cách là quá xa. Anh ta đơn giản là giải quyết thân lính và tiếp tục đẩy vào cái trụ 1. Và chúng ta cũng được nhìn lại cái tình huống cân đôi đến từ Perfect, một cái khả năng câu giờ là tốt đến từ đứng trên của KT Roster nhưng nó là chưa đủ khi mà bộ đôi của NoSim đã trụ 2 nhịp. Pha vừa rồi thì BDD đã dịch chuyển trễ do là anh ta bị đu bám liên tục bởi Mihail ở khu vực cánh dưới bản đồ và không có khoảng trống để dịch chuyển. Cho tới khi anh ta dịch chuyển được thì lại là một góc dịch chuyển không đủ để anh ta tiếp cận vào hai thành viên yếu máu của NoSim. Qua đó thì những gì bên phía KT gỡ gạc được đó chính là một cái trụ 1 khu vực đứng giữa. Nhưng Kalik có lẽ biết mình cần phải đánh cánh yếu ở trong khoảng thời gian này. Anh ta sẽ không mạo hiểm đứng trước trụ. Một cái trụ mà bên phía của NoSim nếu như không có những sự dịch chuyển đến từ Mihail tôi nghĩ là hơi khó giữ rồi. NoSim họ triển khai những cái luật sâu không rất là tốt. Họ ăn được 6 sâu sớm và họ triển khai với những tình huống đẩy cánh của Kalix, những tình huống đẩy cánh của Rayton, của Mihail. Nó khiến cho KT Roster mất rất là nhiều trụ 1 ở trong giai đoạn ban đầu. Đó là lý do tại sao mà KT đang là người dẫn tiền. Nhưng chính xác là người dẫn mạng, nhưng về tiền tổng thì NoSim Redford đang là những người nhỉnh hơn đôi phần so với lại đối phương. Nhưng bên phía của KT Roster đang có một cái ngòi nổ cực kỳ là cháy, đó là con Ezreal của Dev. Để xem là Dev ở ván đấu này có gánh team thành công hay không. Hai xạ thủ của KT Roster đều đang có một cái ngưỡng đồ rất là ổn định. BDD đang out 30 CS so với con Corki của Kalix. Nào đó thể hiện ra cái kèo đứng giữa này, đứng giữa của KT Roster đang là người làm tốt hơn. Với pha triệu hồi Daiji sẽ là trụ đứng trên và thậm chí là tấn công thẳng mặt luôn khi Barrow vòng sau. Hakim thuật sức hoàng gom người làm tốt đến từ vị trí của Barrow. Ăn thêm một phút xuyên tập kích nữa. Quá nhiều hiệu ứng. Pha mở tốt của Barrow tạo ra khoảng trống cho hai xạ thủ bắn với khả năng hỗ trợ của cả Piosic nữa. Tình huống 3 điểm hạ gục dành cho KT Roster ở cánh trên cộng thêm cái trụ 1 ở khu vực đứng trên. Và rõ ràng với một con Jerry đang thọt, Jihu sẽ không thể đủ sức để lấy cái trụ này. Đang là một kế định vòng sau đến từ Mihail nhưng anh ta có thể sẽ phải suy nghĩ câu chuyện rút lui thôi khi mà các thành viên bên phía của KT cũng bắt đầu di chuyển ra đông thành viên. BDD quyết định đổi góc để đứng phía sau những người có khả năng che chắn, đó chính là Perfect và Barrow. Và anh ta cũng là Lucian hai món trang bị, liên tục là những đòn cấu rỉa. KT cũng chưa vội mở con rồng này làm gì cả. Họ đang tạo khoảng trống để Dev có thể cấu rỉa. Phía bên kia cũng đang nỗ lực cấu rỉa những Corki lúc này của Mihail. Chưa có nhiều sát thương bằng so với Ezreal của Dev. Dev đang bắn quy rất chuẩn nhờ. Tiếp tục là một quy nữa chuẩn xác đến từ Dev. Và tiếp tục là pha gom hai người rất tốt. Cú xuyên tập kích vừa rồi Barrow nó không trúng rồi. Bế một người qua tường và Lucian của BD đang gặp nguy hiểm. Anh ta tốc biến xuống và anh ta hạ gục được Selvi. Mà không phải lên bảng điểm số. Perfect đang cân bà ở góc còn lại. Anh ta có được mạng luôn.
đến từ Google. Và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Dev, cú quét 3 người và có thể sẽ là quét sạch dành cho bên phía của Katie Roster trong tình huống này khi Jihu cố gắng lướt qua tường. Mihu đang phải cân 3, cân 4 và anh ta không thể cân được. Jihu chắc chắn là nằm rồi, anh ta như cá nằm trên thớt. Và Dev hồi lại cho mình di chuyển khoa học, e thẳng lên đánh tay thì không né được và quét sạch dành cho Katie Roster với triple kill dành cho Dev. Giao tranh toàn thắng dành cho KT Roster, họ quét sạch đội hình đối phương mà không mất bất kỳ một ai. Và tất nhiên rồi, các Baron cánh trên, phần thưởng thêm dành cho các thành viên bên phía của KT Roster. Và họ sẽ có sát thương duy trì đến từ Lucian, xạ thủ ở khu vực đứng giữa của KT để có được nó. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống xử lý mà ai bên phía KT cũng làm tốt cả. Barrow làm tốt, rồi thì Perfect cũng làm tốt với tình huống gom người. Và sau đó thì anh ta xử lý những cái mà hạ gục vô cùng tinh tế. BDD tốc biến xuống khu vực hang rồng để nhận sự hỗ trợ đến từ đồng đội. Và sau đó anh ta lướt ngược trở lại để hỗ trợ thêm dành cho Perfect. Dev thì bắn kỹ năng định hướng quá chuẩn chỉ rồi. Dev có được 3 mà hạ gục. Một pha giao tranh vừa có rồng, vừa có quét sạch, vừa có Baron. KT thực sự đang lượn lên ở trong ván đấu này. Rõ ràng là quá khó để cho bên phía của Đông Duy Raffo giao tranh. Như đã đề cập, đây là ngưỡng đỉnh sức mạnh KT Roster với việc là họ sở hữu hai xạ thủ có Ivern và mỗi xạ thủ hai trang bị lớn. Lucian trong tay của BDD bị êm trong pha vừa rồi, nhưng anh ta đơn giản hạ gục thành công Selfie, tốc biến xuống hang rồng và sống luôn. Đổi ca khi mà Sante của Perfect bế như chỉ thẳng vào đầu như vậy. Dev đang tạo ra một áp lực khổng lồ, thực sự là như vậy ở khu vực giữa. Một pha giao tranh bước ngoặt của ván đấu khi nó giúp cho KT Roster là những người vươn lên dẫn trước trông thấy ở tại thời điểm này. Họ đang cố gắng tận dụng Baron ở khu vực cánh dưới bản đồ. Khu vực đứng trên thì Mihail đang cố gắng để gỡ trụ tiền thưởng mục tiêu. Nhưng cái giá phải trả đó sẽ là những cái trụ bậc thềm ở khu vực cánh dưới bản đồ cũng có thể bị đe dọa, chứ không chỉ là những cái trụ hai đâu. Được. Chắc chắn là không phòng ngự được. Và đây sẽ phải là một pha đổi trụ thôi. Nhưng đổi trụ 1 lấy trụ 3 thì Đông Xin rõ ràng là quá lô. Và Barrow lại vào mở rồi, Selfie bị gom lại. Anh ta không có phép bổ trợ. Rakan Google cố gắng cứu đồng đội, nhưng Dev nói rằng là tôi có di chuyển của họng, lướt thẳng lên mạng dành cho Lucian trong tay của BDD. Và KT đang muốn end game. Nếu như con thần cá sấu của Mi không bấm B trở về nhà, anh ta vẫn đang tiếp tục đẩy, thì KT không có lý do gì để có thể từ chối hai trụ bảo vệ nhà chính cả. Dev rất tự tin di chuyển của họng lên, liên tục những phát bắn thần bí cũng như là đánh tài vào Zio để lấy 1/3 cây máu xạ thủ bên phía của Nông Sim Rapport. Có thêm một trụ gỡ gạc nữa dành cho Mi ở cánh trên, nhưng ở nhà của anh ta thì chuẩn bị thành sân bay rồi. Phải di chuyển về đến từ Mihail, nhưng trụ bảo vệ nhà chính cánh dưới đã bị các thành viên bên phía KT khai phá. Và đó là một tiếng càn thẳng vào đến từ KT. Lucian của BDD có sự tự tin lướt lên bắn thẳng vào người của Kalik. Thần ca sấu được kích hoạt để dọn lính, cú đứt nộ nó cũng không nhiều sát thương đến từ Mihail khi nó dùng vào người của Sante cho tay Perfect. Đó là hai trụ nhà chính. Sante của Perfect lao lên với cú Q3 hai người, anh ta đã tạm thời dẫn ra một nhịp. Kalik đang cố gắng bật súng máy lên bắn liên tục vào người Perfect. Perfect nhận được một cái hạt hư hỏng, nhưng nó là một lượng giáp không đủ để anh ta sống sót. Đứt nộ nhưng có thanh tẩy đẹp bắn ngược trở lại và cùng ánh sáng cung chúng vào người chơi hỗ trợ của đối phương. Dev tiếp tục dấn lên một nhịp và Vero đang là người đi đầu để có tay mở, không có tốc biến đến từ COV. Anh ta bị dồn sát thương với hai xạ thủ KT và lên bảng đếm số rồi. Kalik cố gắng gỡ được một mạng của Vero, nhưng sau đó anh ta ở trạng thái máu quá yếu, anh ta đứng trong bệ đá cổ bắn ra. Dev đang bắn, Dev đang thăng hoa và đó sẽ là double kill cho Lucian trong tay của BDD. Dev cũng có được một ma gục và đây sẽ là chiến thắng dành cho KT Roster. Cú quét 4 người dành cho KT Roster và anh nhìn cái cách mà hai xạ thủ KT Roster xả đạn đi.